huấn luyện viên trưởng của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là Tạ Hồng Hà. Còn câu lạc bộ Sài Gòn cho trang phục màu vàng với thủ thành mang áo số 1 Trịnh Vân Hào. Các cầu thủ yêu cầu các chàng trai áo vàng nghĩ rằng đó là một bàn thắng anh em ạ. Rất là khó, như là bàn thắng thật đấy anh em ạ. Đá ở đâu mà mưa vậy? Đó là đá ở Đại học Nha Trang nha bạn ơi. Nguy hiểm. Vâng, mình đã cập nhật bảng đấu rồi nhá anh em nhá. Vâng, mốt cập thêm VAR đi bình luận viên ơi. Thực ra VAR hay không thì phải xin tổ ban tổ chức chứ bình luận viên làm sao mà quyết định được. Bình luận viên cũng muốn có VAR mà cho xin camera bắt hình bình luận viên đi. Trời ơi, bình luận viên còn đang trong lều này, túp lều lý tưởng của bình luận viên và cái mic đây này. Ngày hôm nay là anh chàng số 11 Đặng Phú Hào. Bây giờ cái tên nghe chất lượng đấy. Ui, nguy hiểm quá. Một tình huống nửa chuyền nửa sút. Cánh hòa báo mà mấy trận này không hoãn. Trịnh Vân Hào từng chụp, mà đây là chụp nhưng mà trong miền Bắc là bắt cho giải U trẻ của câu lạc bộ bóng đá được Đồng Tháp. Vâng, ngày hôm nay thì câu lạc bộ Đồng Tháp so tài với Inter Milan. Wow, pha dứt điểm của anh chàng mang áo số 10 Nguyễn Duy Cương. Xuyên chút nữa thì vào đấy. Không được. Cổ động viên Nha Trang tuyệt vời lắm. Anh em hãy cứ yên tâm quay phim quách. Nhưng mà là đánh cơ hội rồi. Trời ơi, mình đang chia sẻ tình cảm của mình thì mấy ông đang không nhận thấy một chữ Huy xuyên chút nữa thì ghi bàn. Thôi Nha Trang cố lên nhá bạn Nguyễn Tê. Cảm ơn bạn. Vâng, Huỳnh Đức đẹp trai quá anh ơi. Vâng, Huỳnh Đức một tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Bây giờ là huấn luyện viên rồi. Thế điểm ngay. Ôi dồi ôi, anh trai thủ môn này. Thủ môn này à. Chưa có một bàn thắng đến từ tình huống bắt vô lê hay là kiểu như kiểu là Oliver Giroud anh. Nhưng mà trận đấu chán thì nói chuyện với bình luận viên cho đỡ chán đi anh em ơi. Ôi quả cù trỏ này hơi lộ rồi đấy. Anh chàng này có quả cù trỏ hơi cao. Cái tay. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, cái tay nhìn thế này. Cái tay giờ hơi cao rồi đấy. Vâng, Nguyễn Chí Bảo xem trực tiếp tại sân hay hơn nhiều. Xem trực tiếp ngoài sân thì không nói chuyện với bình luận viên. Bình luận viên nói chuyện cũng hay mà. Đây này, rồi ơi. Có quả trống để đóng mà không được. Cũng càng phết đấy. Đấy ạ. Với ra số cũng là càng đấy. Tiếng còi đã vang lên. Nước mắt đã rơi xuống.
mặt. Kết thúc trận đấu tỷ số Sài Gòn hai đội hòa nhau chắc chắn là thất bại rồi. Không và không.